Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 1.000 token list hold nữa các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video trên tab chatbot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nè, các bạn theo dõi nha các bạn. Token đang bán free sale các bạn. Rồi, tiếp tục thì bạn bắt đắp lên. Rồi, các bạn nghỉ quyết về bên bot nè. Các bạn like nè, các bạn chấp nhận về người bạn của mình vào với các bạn. Rồi, bạn tự quyết lên nè. Sau đó bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow kênh partner cái nữa nè. Xin ngủ cái group này mình đã theo dõi các bạn. Bạn nào chưa theo dõi các bạn. Rồi, các bạn tự quyết cái nữa nè. Rồi các bạn like, các bạn cũng trích dẫn cho tôi quýt và người bạn của mình vào các bạn. Sang hai ba người bạn mình vào. Tôi quýt lên nè. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Zone kiếm group kênh trailer nè các bạn. Mình đã zone gọi hết rồi. Rồi bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Rồi mình đã đăng ký rồi luôn các bạn. Rồi tiếp tục zone tiếp kênh trailer nữa các bạn. Xin chào các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn nút chat. Rồi bạn bấm vào zone này góp nè. Rồi bạn bấm submit đi tên các bạn. Rồi các bạn điền vào username Telegram bạn đã zone này góp thì bạn nhấp ba cái anh cùng nè. Vào setting copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn chơi dựng bot nè. À, cộng anh 4 số 3 chứ anh ta đúng rồi. Tiếp tục submit đường link profile tại Twitter của mình. Thì bạn mang tại Twitter các bạn ra nè, bạn nhấp ảnh avatar nè, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào cánh cụm, nhấp vào chia sẻ nè, rồi bạn sẽ chép liên kết nè, rồi bạn bắt đắp lên. Tiếp tục còn gửi địa chỉ BNB sở mặt trên bet20 trên YouTube Bullet của các bạn. Rồi nó hỏi có son kênh group, kênh seller, subscribe, một bấm đòn. Tiếp tục submit link retweet để có bài nào các bạn. Rồi cái bài của nó các bạn, thì bạn mở tờ Twitter của các bạn ra. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ tweet này. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Rồi lại cho bot nè. Rồi bạn bấm balance để check số cần mới kiếm được nha bạn. Ok, mình đã nhận được 1.000 token list hold nữa bạn. Rồi vậy các bạn gì lấy dép chia sẻ em về những thằng để kiếm được token nha bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tới bên nhé.